Dạ, Hiếu Phan Vlog chào mừng quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước quay trở lại với kênh tin tức của Hiếu. Trước khi vào nội dung cho Hiếu lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Thì đến với cái nội dung hôm nay, Hiếu xin tiếp tục chia sẻ cái câu chuyện có liên quan mà quý vị đang rất là quan tâm và à, rất mong lửa vị khi xem cái video này hãy để lại một cái bình luận cũng như là một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh hiếu phan vlog ngày càng phát triển hơn và sau đây là nội dung chi tiết hiếu mời quý vị cùng nghe ạ à. dạ xin kính thưa quý vị khán giả câu chuyện của thiền am và bà nguyễn Quân hằng hiện tại thì nó nóng hơn bao giờ hết thưa quý vị sau một thời gian im ắng tưởng đâu là thiền am được sống trong cái sự hạnh phúc nhưng không ngờ tối ngày hôm qua lại nổi lên một trận bão mà chúng ta gọi là cơn bão số 8 thưa vị à, Cường độ của nó rất là mạnh Gió giật trên cấp 12, biển động mạnh Nó kéo từ à, tỉnh Bình Dương nó quét xuống tới tỉnh Long An và đi ngang thiền An bên bờ vũ trụ và dừng lại ở đó nó sấy rất là mạnh và giật cây cối ngã tùm lum hết nhưng mà ngôi nhà của thiền am thì không có nhúc nhích cũng không có động đại gì và sau một khoảng thời gian dài khoảng 6 tiếng hơn mà nó thổi dòng go cũng như là bao vây ngôi nhà của thiền am thì cuối cùng cơn bão cũng tắt và cũng rút khỏi đó và ngôi nhà của thiền am vẫn giữ như kiện ba trưng cho thấy là cái, cái, cái nền móng của thiền am rất là vững chắc đúng không quý vị thì à, quý vị khán giả rất là lo lắng và sợ hãi có người còn bức xúc và cả, cả là rơi nước mắt để thương cho thiền am nữa thưa quý vị nhưng mà quý vị yên tâm đi à, từ trước đến giờ thì thiền am chịu rất là nhiều cơn bão rồi nhưng mà chưa có cơn bão nào dập Tắt được thiền am cũng như là giật sập ngôi nhà của họ hết thưa quý vị đó, Thì cuối cùng thì bão cũng phải rút đi thôi Và sau cái trận bão đó thì Cơn bão đó nó đã chuyển hướng về những cái tỉnh khác Và họ lôi cuốn những cái câu chuyện khác và cái câu chuyện của Thiền Am lại tiếp tục à, được bôi xới lên nhưng mà quý vị cũng à, đặt niềm tin an tâm là không có chuyện gì xảy ra hết. Dù cho bảo cấp 10 hay à, số 10 hay là số mấy đi chăng nữa thì nó cũng như vậy thôi chứ đừng có nói là bảo số 8. Thưa quý vị, thì qua cái câu chuyện của Thiền Am ngày hôm qua rất là nhiều quý vị khán giả thắc mắc mà đặc biệt là những vị khán giả vừa bước chân vào để nghe cái câu chuyện này thôi nhưng mà họ chỉ mới nghe một phía cho nên là họ rất là hoang à, mang bức xúc cũng như là không biết là cụ thể nó cái sự việc này nó như thế nào mà tại sao những cái người mà hôm qua như ông thắng à, với à, lê thanh minh tùng á, tố cáo thiền am á, thì họ tin đó là thật và họ cũng có những câu từ nó cũng không có hay cho Thiền Am. Thưa quý vị, thì hiếu cũng khuyên là quý vị khán giả nào mà mới bước chân vào cái câu chuyện này chưa có tìm hiểu kỹ á thì chúng ta nên đi tìm hiểu. Cái câu chuyện này nó cũng đã xảy ra 2 năm và hơn 2 năm rồi thưa quý vị. Nó rất là nhiều chuyện nào là cái vụ việc mà ông thắng bà mai nhân vật ở trong buổi livestream ngày hôm qua đó thì đã dẫn người đến thiền am để mà quậy phá và cho rằng um, con của họ là diễm my thời điểm đó là đang ở đó thưa vị nhưng mà sau đó thì diễm my cũng đã lên trần tình và cho rằng thời điểm đó là diễm my không có ở đó mà em đang ở bà rịa vũng tàu gì đó thì sau cái sự việc đó thì Diễm My mới về trần tình và đính chính lại để cho cộng đồng mạng biết Thì qua những gì mà Diễm My nói thì cộng đồng mạng mới ngơ ngác ngỡ ngàng và cho rằng đây là một cái vụ án lớn Còn được cho là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, trộm cắp tài sản cũng như là gây thương tích 13% cho một vị thầy ở chổng là Lê Thanh Nhị Nguyên đó thì đổ máu tại nơi đó luôn thưa quý vị một câu chuyện rất là rầm rộ mà trên mạng xã hội cũng đã nói về cái vấn đề này rất là nhiều đó và đến thời điểm hiện tại khi mà cái buổi live stream ngày hôm qua thì bắt đầu là cái câu chuyện nó mới bùng phát nổ trở lại chứ nó cũng im ắng là gần cả năm nay rồi thưa vị tưởng chừng đâu là tiền am có được một cái cuộc sống hạnh phúc nhưng mà không ngờ thì cơn bão bà nguyễn phương hằng um, kéo đến rất là mạnh đó, kéo thêm là những cái uh, thành phần ở trong buổi livestream ngày hôm qua thì hiếu cho rằng là quý vị nên tìm hiểu kỹ và nghe từ phía hai phía chứ chúng ta đừng có vội quy chụp và kết luận cái câu chuyện đó là đúng và cho rằng cái người bị tố cáo là sai. Cái đó là không có ai cấp cho chúng ta cái quyền đó cả mà tất cả là chúng ta phải thượng tôn pháp luật, chờ đợi pháp luật có cái câu trả lời uh, chính xác nhất khi mà họ điều tra, xác minh rõ ràng cái sự việc đó thì họ sẽ thụ uh, lý cái vụ án đó và họ mới kết án kết tội cái người đó <laughs> có thật sự là có tội không thì uh, lúc đó thì chúng ta mới biết và quý vị có thể là tin là cái buổi livestream ngày hôm qua những người ở trong uh, cái buổi livestream đó nói là đúng sự thật còn nếu không thì chúng ta sẽ bị ngộ nhận và nhầm tưởng rằng bên phía tiền am là sai thì thật sự là tội nghiệp cho họ mình phải có một cái cách nhìn công tâm và đúng với uh, lý với uh, đạo đức uh, đúng không quý vị thì qua cái buổi live stream ngày hôm qua sau khi mà Lê Thanh Minh Tùng cũng như là ông Thắng bà Mai tố cáo Thiền Am là như vậy đó Thì có rất nhiều quý vị khán giả chưa có hiểu câu chuyện này thì cũng đặt ra cái câu hỏi là tại sao bên phía Thiền Am không lên tiếng Và cái sự việc này tại sao mà bên ông thắng bà mai cũng như là lê thanh minh tùng không tố cáo thiền am khi mà họ cho rằng là thiền am sai phạm thì hiếu cũng xin kính thưa với quý vị khán giả mà mới bước chân vào cái câu chuyện này á cho hiếu được nói như thế này trước tiên là mình nói về tại sao mà bên phía thiền am im lặng thì lặp lại cái câu nói của thầy ông nội tức là cụ lê tùng vân trước đây á thì thầy cũng có nói là hiện tại thì trên mạng xã hội á họ bôi mốc đời tư cũng như là đem những cái gì xấu xa nhất của thiền am ra để mà họ tung lên mạng xã hội nhằm mục đích là khiêu khích rồi phỉ bán bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm đủ các kiểu của các thầy các cô các bé ở trong thiền an nói chung là các người trong thiền am đi đó thì thầy ông nội tại sao vẫn im lặng tại vì thầy ông nội cho rằng là nếu mà họ làm cái việc đó đó họ cảm thấy họ vui và họ kiếm được đồng tiền mua rạo mua gạo mua thức ăn để mà cung cấp lo cho gia đình họ được đầy đủ ấm no hạnh phúc thì cứ để cho họ làm chứ mình lên tiếng làm chi mình là người tu mình cũng không có cần thiết là phải lên tiếng đáp trả họ làm gì đã là tu là phải biết nhẫn nhịn thưa quý vị đó là những gì mà bên phía thầy ông nội tức là cụ lê tùng vân đã từng chia sẻ và cái câu chuyện thứ hai là họ cho rằng nếu mà tiền am sai như vậy thì ông thắng và bà mai cũng như là lê thanh minh tùng tại sao không thưa kiện thì trong cái trường hợp của ông thắng bà mai thì họ cho rằng là tiền am dụ dỗ diễm my đến đây như thế này thế nọ thì ông thắng cũng có làm đơn kiện rồi nhưng mà bên phía cơ quan chức năng như những gì mà ông thắng chia sẻ thì không có câu trả lời, quý vị biết gì sao mà chưa có câu trả lời không bởi vì trong đơn ông thắng tố cáo nó chưa có đầy đủ những cái chứng cứ chính xác xác thực đó rõ ràng để mà họ có đủ cái lý do mà buộc tội Thiền Am thưa vị thì hiện tại thì hiếu nghĩ là những cái lá đơn đó nó vẫn còn nằm ở trên bàn của bên phía cơ quan chức năng thì qua cái buổi livestream ngày hôm qua chắc có lẽ là họ sẽ vào cuộc và điều tra thì sớm muộn gì thì chúng ta cũng biết cái câu trả lời thôi còn những ai mà quý vị nào từ trước đến giờ theo dõi câu chuyện thiền am thì chúng ta cũng đã biết là ai đúng ai sai ở đây rồi đúng không ạ thì những lời ông thắng nói ngày hôm qua thì từ trước đến giờ chúng ta cũng nghe quá thường rồi quá quen rồi còn lê thanh minh tùng thì tối ngày cũng rỉ gã trên kênh youtube của mình thì ai cũng nghe về câu chuyện là tố cáo cụ Lê Tùng Vân như thế này thế nọ, loạn lưng người vợ nhiều người con cháu là của mình như thế này nọ thì chúng ta cũng đã hiểu rồi. Anh này nói nhiều quá, cho nên là bây giờ người ta rất là chán rồi nó cho nên là quý vị khán giả nghe lâu cái câu chuyện này thì chúng ta cũng đã biết là ai đúng ai sai và cái sự việc nó đi theo cái chiều hướng nào rồi còn mà khán giả mới vào xem á, thì hơi ngỡ ngàng ngạc nhiên bởi vì chưa biết là ất giáp như thế nào mà hôm qua nghe một cái là có người là nổ tung đầu óc rồi có người thoát tim nhức đầu được các kiểu hết thì hiếu cũng chấn an là vị khán giả khoan hả vội kết luận là bên phía Thiền Am có sai phạm hay không mà chúng ta phải từ từ tìm hiểu cái câu chuyện này bắt đầu từ đâu, nó như thế nào và cho đến thời điểm này nó như thế nào thì chúng ta mới hiểu được là Thiền Am ra sao và bên phía ông Thắng là như thế nào. Còn về việc mà ông Thắng nói là uh, Diễm My tố cáo là uh, cha mẹ mình như thế này thế nọ thì quý vị cũng xem cái video clip của Diễm My đi. Diễm My cũng từng làm đơn mà gửi lên bộ công an cũng như là cũng là kêu gọi là những người đứng đầu của đất nước như là chủ tịch thủ tướng vào cuộc để mà giúp đỡ em và giải thoát cho em rồi. Đó thì cái sự việc đó cũng được cộng đồng mạng thời gian qua là chia sẻ truyền tải rất là nhiều trên khắp các diễn đàn như là Facebook và YouTube. Thưa quý vị. Thì trong cái câu chuyện của Jimmy thì chúng ta cứ nghĩ như thế này, nếu mà không có lửa thì làm sao mà có khói, không lẽ con đi tố uh, cáo cha? À, cũng như là vạch trần à, sự việc mà có đúng hay sai ở trên mạng xã hội cho mọi người được biết thì à, không chẳng khác nào là đứa con bất hiếu hay sao? Trời không tha, đất không dung à? à phải có lửa thì mới có khói chứ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu cái câu chuyện này hiếu cũng không có khuyến khích là quý vị nên tin về một cái phía nào cả mà chúng ta phải điều tra cho nó rất là rõ ràng và đặc biệt là chúng ta phải tượng tôn pháp luật những gì mà pháp luật bên phía cơ quan cảnh sát điều tra người ta đưa ra một cái kết luận cuối cùng thì chúng ta hãy đặt cái niềm tin vào cái sự việc đó và kết tội người đó ừ, thì chúng ta mới gọi là công tâm khách quan và có đạo đức có tình có lý đúng không quý vị đó và trở lại với cái buổi live stream ngày hôm qua thì à, à, bà hằng cũng rất là nóng đó, khi mà nghe ông thắng bà mai à, trình bày cái sự việc thì à, cũng khuyên chị hằng như thế này chị khoan hả tức giận cũng như là khoan hả nóng nảy chị mới có nghe một phía bên ông thắng bà mai cũng như là lê thanh minh tùng thôi thì chị cũng nên là bình tĩnh lại và suy nghĩ lại tìm hiểu lại là xem có đúng hay không chứ mới nghe bên A mà kết luận bên B là có tội rồi chị nóng nảy rồi chị có những cái câu từ nó cũng không có hay thì em cũng khuyên chị là hết sức bình tĩnh. Và cũng như quý vị biết là uh, fan mà ủng hộ Thiền Am bên bà Vũ Trụ đó thì cũng đang ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều trước khi mà cái buổi livestream ngày hôm qua diễn ra thưa quý vị. Nhưng mà sau cái buổi livestream diễn ra ngày hôm qua mà bà Nguyễn Phương Hằng à, theo phe ông thắng cũng như là Lê Thanh Minh Tùng để mà vạch trần Thiền Am á thì à, họ cho rằng là họ không muốn ủng hộ à, chị Hằng bà Hằng nữa, đó họ rất là chán nản vì những chuyện bà làm lúc trước á thì nó rất là giá trị, họ rất là thích nghe và rất là đồng tình nhưng mà cái vụ việc mà bà xen vào Thiền Am thì họ vô cùng thất vọng và có người còn quỷ kênh và hứa là từ đây không xem cái kênh YouTube và những cái diễn đàn nào mà có bà Nguyễn Phương Hằng nói nữa thưa quý vị. Đó, sau khi mà nghe sáu cái con người ở trong buổi live stream ngày hôm qua mà tố cáo Phật Trần Thiền Am á, nó chưa có đúng như sự thật chỉ nghe một phía đó thì có một vị khán giả cũng rất là bức xúc và bình luận ở trong một cái video trước của hiếu thì hiếu cũng xin đọc cái bình luận này cho quý vị nghe và quý vị nhận xét như thế nào nó có đúng hay không nha thì vị khán giả này nói như thế này tu từ cái tâm có đạo đức có trí tuệ có lòng từ bi bác ái có lòng thương người đâu phải món hàng hoặc đồ vật gì mà cho là thật và giả đó thì thời gian vừa qua thì quý vị cũng nghe là trên mạng xã hội cho rằng là thiền am là tu gì giả tu trục lợi gì đó thưa quý vị thì vị khán giả này nói là đâu phải là món hàng đâu mà uh, cho rằng họ là thật là giả thì vị khán giả này nói tiếp như thế này chưa chắc những người live stream tối qua bà Hằng vợ chồng ông thắng bà Mai và tên Tùng có tư cách đạo đức tốt như ở thiền am không bằng cả các chú tiểu còn gia đình diễm my lục đục thế nào là do cách sống của họ không liên quan gì đến thiền am chẳng qua diễm my trốn chạy chán nản tìm đến thiền am để cư trú để nương tựa tấm thân mà thôi quý thầy quý cô vẫn một lòng khuyên diễm my trở về với gia đình và không nên tự tử giờ này có đâu gài thiền am vào cuộc vô lý hãy để cho họ yên tâm tu học dạy dỗ các bé nếu các bé à, loạn lưng hoặc con thầy ông nội thì đây là một cái việc rất là khó tin thưa quý vị đó là bài bình luận của một vị khán giả nữ rất là dễ thương thì hiếu cũng xin giấu tên xin chân thành cảm ơn bài bình luận rất hay của chị thì quý vị thấy bài bình luận này như thế nào chị nói có đúng hay không thì cũng rất mong là quý vị nhận xét cũng như là nhận xét cho cái câu chuyện của bà nguyễn quân hằng và Thiền Am nha quý vị. Thì video đến đây cũng đã dài cho Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Và ngày mai chắc có lẽ là Hiếu cũng xin chia sẻ một cái bình luận rất là dài cũng nói về Thiền Am sau khi mà nghe được cái livestream ngày hôm qua của bà Mỹ Vân Hằng thì chị cũng vô cùng bức xúc và muốn gửi cái tâm thư này đến cho những vị ngày hôm qua hiểu rõ hơn về Thiền Am như thế nào. Thì rất mong quý vị khi xem video này tiện tay đăng ký kênh bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo mà Hiếu chia sẻ cũng như là để lại một cái bình luận nha quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều một lần nữa kính chúc quý vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc và còn bây giờ Hiếu xin kính chào tạm biệt